Ok xem không? Và tôi quay trở lại trong video mới. Đáng ra trong video này thì thực ra lịch trình đúng thì tôi phải làm review về cái set Wizard Ring. Nhưng mà trong nhưng mà chất ra là do một cái đơn nữa tôi đặt thì nó chưa về. Và cái shop này làm ăn nó khá là nhiều hiểu xìu. Nói chung nó khá là nhiều bill. Và bên giao hàng tiết kiệm nữa họ cũng không chịu giao cho tôi, nên là tôi phải tự mình mà thân liên hệ bên đấy và tìm cách ở đấy nhờ họ ship hàng cho mình. Thực ra là tuy là đặt đơn trong Hà Nội mà damn hơn phải gọi là đây là 5 ngày rồi và sắp tới có khi lên tới 7 ngày tôi vẫn chưa có hàng, tôi sợ là vậy. Nên là tôi phải ra video này để gọi là bù trừ thay thế cho video review set của Wizard Ring, nghe khá là cay đúng không? Ok, vậy thì quay lại con hàng hôm nay, đây chính là con Wing Gundam bản Bullet của các pháp sư Hoa. Con này thì đúng thực sự ngày xưa tôi cũng không thích, nhưng mà sau khi tôi lỡ xem qua bộ phim thì tôi là thành một fanboy luôn của mẹ rồi của con Wing này. Thế là dù thiết kế nó có xấu hay là nó có cánh cụt bao nhiêu, nhưng mà sau khi xem trong phim thì tôi phải kiểu là wow, thiết kế nó có phần nó không đẹp nhưng mà nó đẹp theo cách nào đấy của bộ phim. Ok, thì con này là con hàng Bullet, một con hàng phải gọi là nó khá là được nhiều bạn đánh giá cao về gọi là chất lượng của con hàng Bullet, gọi là hàng top tier Bullet ấy. Tuy không phải hàng của GMS hay cái gì ấy, cái bọn MCH hay cái gì đấy nhỉ. Ok, thì phải gọi chất lượng hộp thì đầu tiên tôi phải nói là nó xịn hơn hẳn so với những con hộp của con hàng Bullet, nên là gọi là chỉ thế thôi đã đủ khỏi khẳng định về chất lượng con hàng này đâu nhỉ, đúng không? Ok, và hình ảnh bên cạnh này cũng chỉ là thông số của con Wing Gundam thôi. Tôi khá bất ngờ khi họ còn để lại mấy chữ thông tin như là tên bằng tiếng tiếng Anh các thứ. Đấy, đây thông số cũng như là chi tiết gimmick khớp của nó thì cơ bản con này gạch lại từ con HG Bandai thôi, nên nó cũng không gì mới mẻ hơn. Rồi, mở hộp ra nào. Trong này chúng ta sẽ có mấy cái bịch, ba bịch runner. Thực ra tôi đã mở ra rồi nhưng mà tôi chưa mở ra khu bên trong runner nên tôi chưa biết được chất lượng như sao. Các bạn thông cảm cái giọng tôi hiện ạ. Các bạn thông cảm cái giọng tôi dạo ở đây nó đang hơi bị viêm họng ấy, thế ra nó cũng không tốt lắm. Rồi, mở theo cái bịch runner nào nhỉ? Mở từ cái bịch này xem nó có gì. Nó không phải là kiểu dạng túi bóng mà nó chỉ dạng kiểu túi dán ni lông cái thôi. Cũng vì thế nên tôi cũng quyết định là mình không bóc ra luôn mà mình sẽ để dành. Đây là bộ sticker. Theo như bạn đánh giá, bộ sticker con này giá khá là đẹp, khá ngon. Tôi nhìn qua cũng thấy là cũng khá là ok. Rồi, đây, xem qua runner nào. Chúng ta có, có thêm một cái part runner clear nữa. Cái này chắc chắn là để dán cho cái phần visor ở phần trước ngực ấy. Cái visor đấy thì nhiều bạn bảo là con đấy là cái, có nhiều ông hay nói đấy là cái Zero System. Nhưng mà tôi nghĩ không phải. Từ đấy trong phim nó cũng không bao giờ cặp cái cục visor này là Zero System bao giờ. Đây là hai chuỗi beam effect. Cái này thì cũng rõ thừa vì tôi nhớ trong phim con Wing nó chỉ có một cái beam saber thôi, chứ nó không bao giờ có tới hai. Không biết có phải tôi bị lú không nữa, nhưng mà trong phim thì đúng nó chỉ rút ra một cây thôi, nó lúc nào chỉ rút ra một cây. Đây là bộ về bộ BG của nó. Damn. Các bạn thông cảm thôi nhé, cái giọng tôi hiện giờ tôi đang phải quay ASMR cái thứ. Rồi thì cái beam effect này nó đúc nó bị lỗi, bị bong bóng rất là nhiều, nó không được đẹp lắm đâu. Rồi, còn đây là bộ BC. BC này thì tôi thấy đánh giá cao hơn do bộ BC của những con Bullet kia. Đó là chất lượng nó ở mức độ tôi nghĩ là không thua kém gì so hàng Bandai. Tôi nghĩ nó chỉ kiểu là ọp ẹp với Bandai mà tầm 10, con này chắc tầm khoảng 8.5 đến 9. Chứ gọi 8 cũng hơi thiệt thòi. Không biết là BC này dùng thì tương lai như nào. Vì tôi hy vọng là nó ổn. Còn đây là Pathrunner màu trắng, màu cam, vàng. Nhìn soi kỹ lại thì cũng không có mấy vết gọi là nhựa thừa đâu. Tôi thấy gần như không có nhựa thừa trên cái runner pad này. Điều khá là bất ngờ ấy. Tất nhiên những cái chỗ runner kiểu này tôi không hiểu là sao nó đúc lỗi ấy. Nhưng mà lý do vì sao tôi không bao giờ đề cập đến, bởi vì cái phần này chỉ là runner và nó không ảnh hưởng gì đến trong cái pad kia chúng ta build. Vậy nên là tôi không bao giờ đề cập tới. Nó lỗi cái thì kệ mẹ nó cũng chẳng vấn đề gì với tôi. Còn lại thì nhìn bề ngoài mặt dưới thì cũng tôi nghĩ là nó chỉ có một xíu rất là bé nhựa thừa. Có lại gần như tôi không thấy có nhựa thừa ở phần mặt dưới này. Bề mặt dưới này thì nó cũng không phải gọi là mịn đấy, nó cũng sẽ có tí xước nhưng mà rất bé thôi. Và gần như đây chỉ là cái mặt dưới để bạn, tức là chỉ là cái bề mặt để bạn build lên thôi, nó không ảnh hưởng gì đến gọi là khi bạn build đâu. Đa phần là chúng ta phải đề cập đến những chi tiết mặt trên này. Để xem video dài 5 phút rồi nhỉ. Ok, thì tôi chỉ việc gọi xem rõ trong khoảng tầm thêm 5 phút nữa thôi là tôi sẽ kết thúc video đây.
Ok, phát này đúng đẹp phết. Tôi biết các bạn bảo tôi thể gọi thằng Bullet Bull hay là bạn Bullet Con hay gì đấy, nhưng mà theo tôi đánh giá trải nghiệm thì chất lượng này phải gọi là mức độ là chấp nhận, không phải chấp nhận được mà là ok luôn rồi ấy, bởi vì nó không đâu thấy lỗi gì mấy. Rồi, nếu nó có lỗi thì tôi sẽ nói, còn nếu không có lỗi thì tôi không cần phải nói. Đây chứ có nghĩa là tôi sẽ đánh giá nó dưới dạng gọi là một con hàng kiểu dạng Mazda luôn đấy, chứ tôi không đánh giá hàng Bullet nữa. Thôi thế thì quả này chắc rách bà luôn rồi. Nó còn bị rơi phát ra luôn à. Đây là nó rơi một cái phát ra. Đây là nó giống, nó chả biết đây là phát gì nữa. Nó rơi ra thì tôi chả biết đây. Đây nó rơi phát này ra tôi không biết nó là phát gì. Rồi bỏ qua bên đây, phát thì đây chắc chắn là phần phát eo. Chi tiết đúc nhựa, bèo nhựa nó không thể nào đẹp bằng Bandai, nhưng nó có một tí xíu xước, xước rất bé, nhưng mà phải gọi là độ hoàn thiện của part ổn đấy, so hàng Bandai cũng gọi là 19 phần 10. Không biết bạn nhìn thấy rõ không thì tôi không thể làm hở tí tôi focus được nên thôi chắc bạn thông cảm. Nhưng mà ok thôi rồi, tranh thủ nha, cố gắng. Không biết bạn thấy rõ không? Ok nha. Đấy, chất lượng part thì tôi phải gọi là 19 phần 10 hàng Bandai ấy. Tôi không phải là một người gọi thằng Bandai Bu hay là Bullet Bu đâu. Tôi thấy là chất lượng tốt thì tôi thấy là ổn, ok rồi. Ok, kế tiếp bảo sao nhiều bạn qua đánh giá con này là con gọi là top tier Bullet là vì vậy. Vì chất lượng nó đúng là thực sự là cũng khá ok. Nó sẽ có xíu vân nhựa, mặc thực tế Bandai nó cũng có vân nhựa nên là tôi cũng không đòi hỏi hơn. Bề mặt trong phần part này nó tối tối màu ấy nên hơi xấu một tí. Còn lại những chi tiết kiểu này thì khá là nét, đánh khá là nét. Tôi chưa tìm thấy được gọi là vết lỗi gì trên cái runner này. Để xem cái này nào. Cái này thì mặt pad nó hơi bị xấu một xíu nhưng mà nó không ảnh hưởng gì cả, nó là mặt nó che đi hoàn toàn luôn. Bề mặt này nó làm bóng rất ok. Khi đánh giá đây đúng là một số con hàng gọi là top tier bootleg ấy, nó tốt hơn cả những con bootleg kia mà tôi từng review và build. Còn pad nào bị rơi ra không nhỉ? Đây là pad gọi là beam rifle à. Đây là khẩu Buster Rifle hay là gì đấy, tên nó không bao giờ để cập trong tên, nhưng mà ok để xem chi tiết nào. Chi tiết khá là nét, nó khá là nét so với những gì tôi có thể tưởng tượng được. Nói chung là build này sẽ là ổn đấy. Rồi một con hàng gọi bootleg rất là ổn, ổn để có thể build. Và nó con là cuối cùng à. Tôi hy vọng là những cái trải nghiệm của tôi khi mà tôi lần đầu tôi unbox thì nó sẽ đúng, và hy vọng là build nó sẽ đúng những gì mà tôi kỳ vọng. Bởi vì đúng thực sự ra thì nhìn chất lượng ngoài của runner này thì phải gọi là nó đánh nó khá là tốt đấy, nó không có xấu đâu. Tôi biết được nghe giống như kiểu tôi đang cổ súy bạn chơi hàng bootleg, nhưng mà đúng thực sự cái con hàng này thì nó tốt chất lượng. Thường những con hàng bootleg của tôi chơi thì cũng đều những con gọi là tôi lửa thử vàng, chất lượng phải gọi là khá là ổn. Chỗ này thì tôi runner này tôi chỉ đánh giá là nó chỉ kiểu mức độ gọi là tạm chấp nhận được thôi, chứ nó không phải chấp nhận được. Một số part runner như kiểu vàng này phải gọi là khá ok, khá xịn, nhưng part runner này thì nó không phải là lỗi, nó chẳng qua nó không đẹp đến mức độ gọi là hoàn hảo thôi như hàng Bandai, nhưng không phải là nó tệ nhá, nó vẫn ok, vẫn ok đủ để vẫn build. Chẳng qua một số bề mặt này thì kiểu nó không được bóng mịn hoàn toàn ấy, có chỗ này nó bóng ok này nhưng chỗ này nó lại nhám mờ. Thực ra là tôi cũng không hiểu lắm về cái quả gọi là làm sao mấy ông Trung Quốc mấy ông đúc khuôn kiểu gì mà ông đúc ra kiểu kiểu này ấy. Để xem runner đó hình như nó cắt từ cái đoạn này ra rồi. Chẳng qua là kiểu runner nó tuyên quên to đầu này là to quá thì người ta cắt làm đôi để nhét vừa bóc rồi chứ không gì mấy đâu. Rồi một con hàng tôi nghĩ là khá là có tiềm năng để tôi có thể build, và hy vọng là tôi sẽ build con này thật sớm. Con wing này tôi cũng chỉ kiểu là mua về để gọi là tỷ lệ 1/144 thôi, chứ tôi cũng không có kỳ vọng nhiều hơn. Tương lai thì chắc chắn tôi sẽ đu con wing Snow White. Tất nhiên là hàng đa ban thứ thôi, chứ không có gì tôi không dám chơi hàng Bandai. Đã con đấy cũng phải lên giờ lên tới khoảng tầm 10 12 triệu rồi, rồi nó không còn giá ok nữa. Ok quay trở lại Pathfinder này đi. Path đỏ này thì nó có tí vân nhựa ở phần hai bên này. Điều này thì nó ít hơn so với điều gì tôi kỳ vọng nên cũng ok. Còn lại chi tiết mặt bên này được làm khá nét, đường cong, còn những chỗ nào phần phẳng nó rất là phẳng phải gọi là ok. Video này cũng là gọi là dài 10 phút rồi nhỉ. Thêm rồi cuối cùng cái cuốn manual này, cái manual này thì tôi cũng không
kỳ vọng cao. Nó có một số hình ảnh màu của thứ ấy. Bên này thì thôi không bỏ qua nhé. Mặt bên này thì nó in màu ấy. Không biết là hàng gốc Bandai nó có in màu full này không, nhưng tôi nghĩ chắc là có ấy. Ok, gọi là, đây là gimmick gọi là transform thành dạng máy bay. Tôi cũng không rõ là trong phim thì nó có, bạn có biết điều được cười con Wing này không? Tôi bạn nào chưa xem phim tôi sẽ hơi spoil một tí nhá. Trong phim ấy, con Wing nó không bao giờ gọi là Wing Gundam, nó được gọi là Gundam Zero One, là Gundam 01 đấy. Và khi mà tôi xem ấy, chỉ có đúng một lần là con Wing này được gọi tên, nhưng không phải gọi tên bởi thằng nhân vật chính mà gọi tên bởi ông này đọc tên hơi khó khăn, nhưng mà tôi sẽ để cho bạn xem hình ảnh của ông này ở đây. Thì cái ông này ông đấy là người duy nhất gọi tên con này là con Wing Gundam, còn thằng nhân vật chính hay bất cứ nhân vật khác chưa bao giờ gọi tên con này là con Wing Gundam bao giờ cả. Nếu như mà bọn nó không gọi tên ấy, thì có khi là tôi còn không, nếu như cái tiêu đề của phim nó không đề Gundam Wing thì có khi tôi còn không biết con này tên là gì cơ. Ok. Đây là cũng phải gọi là chi tiết khá là, con này phải gọi bị kiểu bị thằng nhân vật chính mọi người những phần hắt hủi ấy, cay thật. Dạng máy bay thì tôi không mà đánh giá cao ở gọi là cái dạng máy bay. Nhưng mà tôi cũng phải hiểu thực sự là trong ngoài đời ấy, nếu thiết kế con mông sút mà nó có thể biến thành dạng máy bay được ấy, mà nó thì vẫn có thể khớp gương cáp được, thực sự rất khó khăn. Cho nên là thiết kế này thì bạn nhìn mà có thể thấy là xấu, nhưng mà thực tế ngoài đời thì nó chỉ có thể thiết kế kiểu này thôi, nó không thể nào thiết kế ảo diệu như kiểu Transformer được. Thì ok, đoạn này tôi có thể hiểu được. Con Wing này tất cả đều đủ đồ. Và tôi nghĩ tôi sẽ có sớm lên bài video unbox build thôi. Nhưng mà tôi nghĩ chắc phải tầm khoảng cuối năm, cuối tuần, cuối tháng cơ. Chứ hiện tại tôi đang bị vướng lịch thi rồi, nên là tôi cũng không có hứng thú muốn build con này lắm. Khi nào đấy chắc lúc đấy tôi cũng đã sắm được con Wing Snow White rồi. Hiện giờ tôi cũng đang lười, tôi đang vướng mấy lịch review Toku nữa, nên tôi chưa làm. Ok, thì bây giờ tôi nghĩ dừng lại đây thôi. Xin chào các bạn, chào tiếp theo. Và khi nào tôi build xong thì tôi sẽ có một cái bài review trải nghiệm khách quan hơn, chứ còn đây cũng chỉ gọi là đánh giá về gọi tiềm năng thôi. Con này thì cũng gọi là nhìn đống runner các thứ này thì chất lượng phát của khá tiềm năng ấy, nhưng mà lúc khi build lên thì chưa biết được. Khi nào có thì tôi build xong tôi sẽ review sau. Ok, xin chào các bạn, vào video.